Chủ cần bán lại lô 90m, trục chính đường DT824, diện tích 5 dài 18m, đường rộng 20m, điện âm, nước máy. Pháp lý, sổ hồng riêng, mua công chứng trong ngày. Tiện ích đối diện khu công nghiệp YDICO, cách trung tâm Đức Hòa 2km, chợ Đức Hòa. Thích hợp mua kinh doanh buôn bán, kinh doanh phòng trọ, mua để ở. Giá bán 2 tỷ 400 triệu quý anh chị muốn xem thực tế vui lòng gọi số điện thoại trên màn hình để đặt hẹn anh chị nhé